Thưa quý vị, sáng nay, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc, sẽ xem xét 11 dự án luật pháp lệnh và nghị quyết, trong đó 5 dự luật gồm luật dầu khí, sửa đổi, luật phòng chống và luật gia đình sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Cả năm dự án luật này đều đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì, thẩm tra, chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng. Qua các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các phiên thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ ba cho thấy, các dự luật đã nhận được sự đồng thuận rất trí cao và chỉ còn một số nội dung có ý kiến khác nhau. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan tập trung cho ý kiến những vấn đề lớn quan trọng, các vấn đề mà nội dung còn có ý kiến khác nhau, thì dựa trên cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu thực tiễn để tiếp tục làm sâu sắc và hoàn thiện hơn dự án luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ba dự án luật trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ tư, cho ý kiến và xem xét thông qua theo quy trình rút gọn dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án pháp định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Dự án do Tòa án Nhân dân, dân tối cao chủ trì soạn thảo. Đây là dự án pháp định quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Hiến pháp được các đại biểu quan tâm góp ý thảo luận sôi nổi tại phiên họp.